Nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải vừa trình chính, chính phủ hàng loạt những giải pháp với mục đích đảm bảo cung cấp dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, giải quyết tình trạng quá tải đăng kiểm đang diễn ra như hiện nay. Theo đó kiến nghị cho phép áp dụng một số quy định như mỗi đơn vị đăng kiểm xe cơ giới bố trí một đăng kiểm viên bậc cao, mỗi dây chuyền kiểm định cũng phải bố trí đăng kiểm viên có đủ năng lực thực hiện được đầy đủ công đoạn kiểm tra. Đồng thời không áp dụng quy định khống chế số lượng xe được cấp giấy chứng nhận kiểm định trong ngày tính trong 8 giờ làm việc hiện nay. Ngoài ra còn một số kiến nghị khác như cho phép các đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ từ 1 hoặc 3 tháng được hoạt động trở lại nếu đã đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm. Nhưng các xe này không được chở người, hàng hóa hoặc là kinh doanh vận tải. Và Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị cho phép các cơ sở bảo hành bảo dưỡng chính hãng của các nhà sản xuất lắp ráp nhập khẩu ô tô đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng theo quy định và đáp ứng được các yêu cầu về trang thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới được phép hoạt động kiểm định ô tô.